Ủa, tay này làm sao đây? Đây đây. Tay bị sưng Bị sưng á? mà Tự bị hay là con gì đốt không? bếp, một cái bếp mà đây là cái bếp mà để mà nấu cám lợn của bác ạ, là cũng ở trong nhà luôn đấy, một cái góc, một cái ngôi nhà mà đâu đó là tầm độ là 40 m² thôi. Ở phía bên này thì là em chùa, là cùng mẹ là ngủ đây. Rất là rườm rà của bác ạ, có những dây thì là nó đã bị phủ thành màu đen hết rồi, còn không nhìn thấy là gọi là dây điện đó đâu. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là ra nhà của ba anh em Mìn và em Chùa và em Quỳnh nữa. Hôm nay thì lên thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bà bé, là có gửi cho cháu Lực là một cái khoản tiền để mà mua một số đồ đạc cho ba anh em cùng gia đình. Ngày đầu video thì cho phép cháu Lực xin được phép là nói qua về cái khoản mà bà bé gửi cho cháu Lực cô bác nhá. Ngày hôm trước thì cháu Lực có nhận được một khoản là của bà bé là 2 triệu là 529 ngàn và trong đó thì cho vào quỹ làm nhà của hai ông cháu là 1 triệu 600 ngàn và còn dư là 925 thì để mà mua thức ăn này cũng như là thực phẩm cho gia đình của các em. Và hôm nay lên thì cháu Lực có mua là lên là một thùng cá của bác ạ. Thùng cá này thì là mua là đâu đó là tầm độ tầm là 7-8 cân sao các bác, là 400.000. Và hôm nay lên thì có cả em Mạnh cùng cháu Lực lên nữa các bác ạ. Mạnh chào con các bà nào. Chào các ông các bà. Hôm nay Mạnh không ở với ông à? Không. Sao ông à? Thưa các bác, tối hôm qua thì bé Mạnh là ở với cháu Lực một đêm rồi các bác ạ. Hôm qua khi mà cháu Lực đi xuống đấy thì là nói với Mạnh ấy, bảo là Mạnh rủ Mạnh lên ấy, thì là Mạnh cũng ở luôn. Và bây giờ bảo Mạnh là cho đi về ấy, là bảo là muốn ở với chú Lực thôi. Đấy, cho em ấy, cho Mạnh là ở với cháu Lực là vài hôm đó. Không phải là ở đâu các bác ạ, mà là lúc mà cháu Lực đi đâu thì cháu Lực sẽ đưa em ấy là đi cùng. Có thể là bây giờ cháu Lực đang ở nhà của các em, thì một tí nữa cháu Lực sẽ lại tiếp tục là đi xuống với nhà của hai ông cháu. Thì em Mạnh sẽ lại cùng cháu Lực mà đi về nhà của bác nhé. Thế tối nay có ngủ cùng chú không? Ngủ á? Thế Mạnh không sợ chú mà đem đi bán à? Không sợ đâu à? Đây, bây giờ thì đi vào nhà của ba anh em thôi. Mạnh cầm chìa khóa nhá, biết cầm không? Thôi không cầm đâu, để chú đút vào túi ấy, không tí làm rơi đâu ấy. Nào đi, đi trước đi. Lấy nước đi, đi khát nước đây. Đây đây. Không lo, để cháu Lực có lên thì mua là 1-2 cân cho các em lên thì 1-2 cân thì hết ra rất là nhanh các bác. Cho nên là cháu Lực mua lộn một thùng. Là nhà các em thì có khá là đông người các bác ạ. Hầu như là thức ăn chính của gia đình là chỉ có ăn nguyên rau với rau thôi. Ở trên xá cháu Lực thì không phải là gọi là ở trên xá cháu Lực các bác ạ, thì cái món cá khô này và cái mùa này thì phải nói là ăn rất là tốn cơm. Biết lần này vào thì có ba anh em, có ba anh em ở nhà không? Chào hai anh em nhá. Đang làm gì đấy à Mìn? Không làm gì á? Đây là để làm gì đấy? Dạ. Đây là để làm gì đấy? Thuốc anh. Thuốc á? Cái này là cây thuốc gì đấy nhỉ? Như kiểu hoa 10 giờ, như kiểu hoa 10 giờ đấy các bác. Nhìn rất là giống. Cái này lấy từ đâu về? Lấy từ dưới kia về. Dưới kia về à? Cái này không phải người ta trồng, cái đấy tự lên. Đây là đá. Tự lên trong đá à? Thế cái này là bây giờ là mang cái này là thuốc gì? Kiểu như chân bị đau thì chân bị đau thì bó à? Thế ai bị đau chân đấy? Lấy về khi nào ai bị đau thì mới có anh ạ. Thế là lấy về nhà trồng. Lấy về nhà để trồng đúng không? Vâng. Đây là em đi gặp à? Không, vợ của Quỳnh. Vợ của Quỳnh gặp à? Đây là mình gửi một lời chào tới các con các bà này. Con xin chào các ông các bà. Hôm nay có mỗi hai anh em thôi à? Vâng. Thế anh em mình đi vào nhà một tí nhỉ? Vâng.
Thật sự ra thì ngôi nhà của các em cô bác ở phần phía bên mình mái hiên này rất là thấp, gọi là cái phần trên cái chỗ đỉnh này, ở đây là gọi là đầu, đây là đây là trung tâm đi, còn ở trên là phần đi thì cái phần này nó chỉ cao người yếu lực là gọn đụng một chút thôi. Còn là nhà các em thì ngôi nhà thì ghi hình thì các bác cũng đã biết rồi, làm hoàn toàn là bao phủ xung quanh là trình tường hết. Một cái cánh cửa vào các bác này thì nếu mà tầm dáng các lực vào đấy thì có đi được tầm độ 2 người thôi, coi như là vừa một cái vừa một người với lại bác thêm là một cái bao thóc thôi, thế còn phải cúi nữa. Rồi Quỳnh sao đeo ủng ấy? Chân bị đau. Chân bị đau á? Vâng. Hôm qua vẫn chưa khỏi à? Đeo ủng như này thì sao về nhà ở nhà không tháo ra đi? Không á? Quỳnh gửi một lời chào tới các ông các bà nhé. Con xin chào các ông các bà. Xin chào các ông các bà. Cô chú. Cô chú. Thế là chân là bị từ hôm qua đến giờ là đỡ chưa? Chưa. Vẫn chưa đỡ á? Vâng. Là vẫn còn bị nhiều à? Một tí à? Vâng, nhưng mà đau một tí. Đau á? Vâng. Làm như này thì có còn đi vào trong ruộng không? Có đi làm ruộng không? Hả? Có anh ạ. Có à? Tức là chân bị đau như này là gọi là một chân này là đang bị đau thì chắc là mới đeo ủng đúng không? Để nước nó không vào được đúng không? Buổi tối về thì lấy nước này pha với lại nước ấm một chút nhá. Pha nước ấm một chút để mà sửa thì nó sẽ không bị nhiễm trùng. Không là bị nhiễm trùng là sưng to. Ôi tay đây làm sao đây? Đây này. Tay bị sưng. Bị sưng á? Tự bị hay là con gì đốt không? Rách. Hả? Ôi, bàn tay của em Quỳnh của các bác này phải nói là bàn tay rất là chịu khó luôn. Cái bàn tay này thì làm rất là nhiều công việc, thì ra là mới tạo thành những cái vết mà sần sùi luôn. Đây là bị tự bị à? Mình có ong đốt anh. Có ong đốt à? Thế là đi đâu làm gì mà bị con ong đốt? Đi xem nước, đi đào đất. Xem nước à? Thế là buổi chiều là còn đi vào ruộng không mà hai anh em ấy? Có anh. Hai em hôm nay thì mặc áo đôi luôn này. Quần này thì cũng quần đôi sao ấy. Cái phần quà này là hôm nọ là được anh Thân Nguyễn ở dưới Hà Nội là anh ấy gửi lên cho cả gia đình. Hôm nay thì vợ thì đi đâu rồi? Vợ đi cùng, vợ đi làm việc ạ. Đi làm việc ạ? Vâng. Đi làm nhà mình hay làm nhà ấy? Làm nhà. Đi đổi công. Đi đổi công đấy ạ. Thưa cô bác, em Mìn thì là học đến lớp 11 thì em ấy biết là nói chuyện nhiều hơn em Quỳnh. Em Quỳnh thì chỉ học đến lớp 5 thôi. Em ấy không có biết những cái từ mà từ phổ thông là nhiều cả. Như Mìn thì tiếng phổ thông này kia thì có sói không? Nói được nhiều không? Không anh ạ. Không à? Chỉ nói được ít thôi à? Hôm nay thì lên ấy, thật sự ra thì mỗi lần mà lên ấy nhìn thấy gia đình là toàn ăn bí này, xong là ăn quả dưa chuột này để mà làm thức ăn, cũng không có thịt thà gì. Thì các em cũng biết đấy, ở trên xá mình thì đến chủ nhật thì người ta mới mổ lợn là một lần thôi. Thế ra là anh không mua được thịt lợn thì anh mua là cho gia đình là một thùng cá mắm nhá. Hôm nọ thì bà bé thì có gửi cho anh là vẫn còn là còn dư ra là 925.000 thì anh mua cá mắm này là một thùng nữa. Thì lần sau anh lên thì anh sẽ lại tiếp tục là mua lên cho các em nhé. Anh biết rằng là các em lâu lâu thỉnh thoảng thì mới đi xuống xá thôi. Mùa này thì chắc là các em ít đi rồi nhỉ? Vâng. Mùa này thì là đang ở cái mùa làm ruộng các bác, thành ra là các em là tập trung vào công việc ở nhà là nhiều hơn. Còn là em mình thì hôm nay em không đi đâu làm cho ai à? Không anh ạ. À, thế hôm nay là hai anh em là đi làm cùng nhau à? Vâng. Nhưng vừa rồi là hai anh em là nghỉ về ăn cơm hay là hay là đã làm hết rồi? Chưa anh ạ, nghỉ về ăn cơm anh ạ. Nghỉ về ăn cơm nữa. Đấy, quay trở lại là cái thùng cá này ấy, thì là thật sự ra thì khi là mà lấy về thì người ta để vào trong tủ đá đấy. Thì bây giờ ở trên nhà em thì không có tủ đá cho nên là bằng cách là phơi ra nhá. Vâng. Nhà có mèo không? Không anh. Không có mèo à? Vâng. Thì hai anh em thì thế tiện thể là bóc ra xong là để vào trên kia nhá, không là một tí nữa mùi ấy. Vâng. Nhá. Em có cái gì để mà bóc được không? Vâng. Hả? Vâng. Không có cái gì mà để à? Anh cái gì là mấy cái hôm nay thì em ăn cơm cái gì?
chị ăn cơm nữa cái à, ăn cơm với lại cái quả dưa chuột này à? Vâng. À, những cái bữa ăn của các em thì hầu như là bây giờ là ăn cơm với lại dưa chuột này là chính đúng không bác? À, mìn này bỏ bỏ ra đi. Vâng. Bỏ trong này xong là bóc ra đấy. Một thùng cá mắm như này thì ăn được từ một tuần không? Không biết được. Không biết được. Có hôm nào mà nếu mà gia đình mình có đông người thì lại làm nhiều con hơn nhỉ? Bình thường thì cá mắm này nếu mà chiên lên ăn nó chán rồi ngấy rồi thì các em đi lấy cái giềng này. Biết của giềng không hả Min? Không anh. Của giềng không biết à? Cái cỏ mà lá nó nhọn nhọn này. Lá nó nhọn nhọn nó ăn vào nó cái cây ấy. Không biết để anh. Không biết à? Ừ. Thế thì anh chỉ ra xong là mang về thì lấy nó giá nó nhỏ. Xong là để mà xào lên đấy, ăn nó rất là tốn cơm. Món cá mắm như này thì cô bác ạ, phải nói là thực sự là ăn rất là tốn cơm nhiều đó cô bác. Còn là đỡ hơn các em là ăn ăn dâu với lại ăn thêm cái quả là quả dưa mèo thôi. Thì Gió Lực cũng xin thay mặt là bạn cả gia đình là gửi một lời cảm ơn tới bà bé rất là nhiều. Cảm ơn những cái phần quà và những cái số tiền mà bà gửi để mà mua thực phẩm này, mua này kia cho cả gia đình nữa. Ba anh em thì một trong hoàn cảnh là cũng khá là thuộc dạng là khá là khó khăn ở trong xá này luôn. Nhà mình là vẫn còn thuộc hộ nghèo nhỉ? Vâng. Hôm qua anh lấy cái giấy của gia đình đi ấy, để mà anh photo ấy. Thì hỏi là vẫn còn thuộc là dạng là hộ nghèo. Này một thùng này thì cũng khá là nặng đấy. Cá này gọi là cá biển đấy chứ nhờ. Đồ này gọi là đồ biển đấy chứ không phải là sông ở suối đâu. Ra cả gia đình mình thì ai cũng ăn được cá móng chứ. Ai cũng ăn được. Ai cũng ăn được à? À, có những người thì là không ăn được cá mắm các bác, không hiểu tại sao. Có người thì như kiểu em Quân ấy, là những cái đồ mà gọi là những cái đồ biển đấy. Đồ biển là đồ ngon mà cho em ăn là em biết bị dị ứng. Không biết là tại sao đấy, không biết là chắc là bị như kiểu là bị một cái như kiểu cái gen nó không hợp hay sao. Đây là một là em có thể là để mà phơi khô một chút. Thứ hai thì để ở trên cái gác bếp nhá. Vâng. Để trên gác bếp thì nó sẽ không có bị làm sao cả. Có con thì rất là to đấy nhờ. Quỳnh thì tay đang bị đau thì có làm được không? Có. À, thế làm đây, bỏ hết vào đây. À. Bỏ vào đây xong rồi một tí dùng để nó phơi khô thôi, chứ mình để thế này thì nó không được lâu á. Vâng. Sợ rằng nó đang đông đá thì nó bị mùi ăn nó bị mùi ấy. Vâng. Trời chính thể. Đấy, tay thì đi tay của em Quỳnh của bác này không để ý là bị sưng bị ong đốt này. Ong này là ong gì đốt đấy hả Quỳnh? Chipo này à? Vâng. Có ong bé rồi anh. À ong bé kia đúng không? Vậy ong to đúng không? Vâng. À, chắc là những mấy cái ông vỏ vẽ ông nhỏ kia các bác ạ. Cái lúc là mặc cỡ luôn ra. Mắm muối mì chính này kia thì gia đình là vẫn còn đầy đủ thoải mái nhờ. Vâng. Có thể là ông họ là cháu được mua lên là cũng được anh thân vú gửi thêm nữa thì sinh hoạt đã cũng được tầm độ là một tháng. Trong lúc mà hai anh em đang bỏ cá ra thì cho phép Cháu Lực xin được phép là ghi hình về cái khung cảnh là ngôi nhà của ba anh em ở một chút cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy là ở phần trên này cô bác này, những cái tấm pro phải nói là sau khi mà mua về đấy cô bác là nó còn một màu trắng thôi, nhưng mà bây giờ đã biến thành là gọi là một màu đen rồi. Không khác gì gọi là đi vào trong nhà là một cái biển mực cả cô bác ạ. Nhưng cái nồi niêu xoong chảo này cô bác này, có nồi to, nồi nhỏ, nồi bé, nhưng mà nồi nào thì cũng thấy là mua rất là lâu rồi. Hai cái nồi này là để mà nấu cơm này, hai cái nồi gang là nấu cơm, còn là những nồi còn lại thì là để nấu canh. Ra bên này thì một cái
bếp, một cái bếp mà đây là cái bếp mà để mà nấu cám lợn của bác ạ, là cũng ở trong nhà luôn. Đấy, một cái góc, một cái ngôi nhà mà đâu đó là tầm độ là 40 mét vuông thôi, là sống trong, gọi như là sinh hoạt ở đấy trong là tận đến 5 người. Ở phía bên này thì là em chùa là cùng mẹ là ngủ đây, còn là ra phía đằng sau của các em kia là hai vợ chồng của em Quỳnh, còn là em Mìn thì em ấy ngủ ra phần là phía bên hông nhà bên kia của bác. Đây, những cái bước phần trịch tường này của bác này, cháu Lực nhìn thấy đã bị nứt ra một khe hở rất là lớn. Có những chỗ thì cảm giác như nó đã bị nhô ra rồi, nó bị nhô ra những cái phần này này. Những cái phần chân tường thì có lẽ là các em là nó bị ăn vào trong quá, sâu quá, thành ra là đổ một chút xi vào nữa rồi. Đây, một góc bếp mà cả gia đình là ngồi quây quần ở bên này. Vào mùa hè thì vào trong ngôi nhà rất là nóng, còn là vào đến mùa đông thì vào ngôi nhà thì ấm áp hơn. Đấy, nhưng mà một góc bếp mà rất là nhỏ, ăn cơm mọi cái thì đều là gọi ăn cơm thì là ăn cơm ngồi tại chính cái chỗ mà có cái bóng đèn mà soi lên. Ê, gia đình mình là dùng bóng điện như này là một tháng là rơi vào tầm bao nhiêu tiền? Tháng là hơn 20.000. Đấy, một tháng dùng tiền điện là chỉ có 20.000. Cũng biết là ở nhà các cô bác là như thế nào. Đấy, nhưng mà cái nhà cháu Lực, hiện tại cháu Lực đang ở đây một tháng thì tiền điện đã xài mất là đi 300.000-400.000 rồi. Mà lên tới nhà các em thì chỉ có xài đến là 20.000 là kịch kim thôi cô bác. Đấy, đây thì ra cái góc giường mà hai vợ chồng của em Quỳnh là ngủ đây. Vào đến mùa đông thì phải nói là ngủ ở chỗ đây này cô bác này, có thể là ngôi nhà các em là bịt kín hết, thành ra là mới ngủ được đấy, chứ không là vài tấm chăn như này thì sẽ rất là lạnh. Còn ở phía bên này thì treo cái gì nhiều thế hả Min? Treo cái hạt giống à thấy là có cả tỏi này, cả những cái hạt mà bí ngô này kia này, cả hạt đố nó rất là nhiều. Cái này quả này là quả thảo quả à? À không phải. Ôi, con bọ hung. Vâng. Bọ hung này ai đi nhặt về? Chùa. Chùa à? Vâng. Mùi quá. Vâng. Thật. Mùi quá. Cái này thì để lên trên các bếp nhá. Vâng. Vậy đến giờ ăn thì lấy ra thôi. Được một khay rất là to. Thế thì Quỳnh gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhé. Bà thì bà bé là người là bà mà sẽ đồng hành cùng với anh để mà đưa cho em chùa là đi học nhé. Vâng. Con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà. Gửi cái phần quà rất là ý nghĩa cho gia đình con. Rất là ý nghĩa gia đình con. Đấy. Và cảm ơn bà. Bà cảm ơn bà đã đưa em chùa đi học. Mình thay mặt là mẹ lại cả các em là gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Đấy, vừa rồi thì anh cũng nói em cũng nghe đấy, là bà là người mà đồng hành là đưa em chùa là em sẽ đi học cấp 3 nhá. Con xin cảm ơn bà gửi phần quà ý nghĩa cho gia đình con. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Để thưa bác, các em mình thì vẫn gọi là đi học tới ngôi trường cấp 3 rồi đấy, nhưng mà có lẽ là trong quá trình học tập của các em rất là ngại giao tiếp và ít ra ngoài là va chạm, thành ra là nói thì sẽ có những cái từ là sẽ hạn chế, hạn hẹp và rất là nhiều. Thế hai anh em thì là một tí sẽ lại đi làm ruộng à? Bây giờ có đi luôn không? Tí mới đi anh ạ. Tí mới đi à? Vâng. Thế là em Quỳnh là có đi bây giờ không hay là để một tí nữa mới đi? Tí nữa mới đi. À, thế là bây giờ là về nhà gọi là như là nghỉ ngơi đúng không? Vâng. Thế ruộng nhà... Tí đi chung rồi. Tí cùng mình đi chung. À, tí là hai em cùng đi à? Vâng. À. Cái này thì để lên gác bếp nhá.
Cái dây điện đi vào trong nhà của các em thì phải nói là nhìn là rất là rườm rà các bác ạ. Có những dây thì là nó đã bị phủ thành màu đen hết rồi, còn không nhìn thấy là gọi là dây điện đâu đâu. Ôi anh quên hỏi là em chùa thì đi đâu rồi? Chùa chắc là đi đâu không biết ạ. Đi đâu không biết á? Chùa thì có đi chăn trâu không? Hay là đi lấy cỏ hay không? Chùa đi lấy cỏ. Chùa là đi lấy cỏ à? Vâng. Trong thời gian tới thì nếu mà em chùa đi học ấy, thì gia đình sẽ lại bớt thêm là một cái một người mà lao động nữa rồi, là một người mà lao động nữa. Nhưng mà ở đây thì khi mà mẹ với lại các em là nhận được tin là sẽ có bà bé để mà đồng hành đi học ấy, thì các em cũng rất là sẵn sàng để mà ở nhà là làm việc là vất vả hơn. Ngoài ra phía bên này là bên ngoài của nhà em, nhà của ba anh em của bác ạ. Nhìn thấy là ở kia còn dùng rơm để mà che lại thôi. Rơm thì chắc là để rất là lâu rồi nhỉ? Vâng. Cái Mạnh thì đi theo lon ton đúng không bác Mạnh nhé. Ở nhà thì ông thì cũng đi làm việc khác ấy, thì nhà là cho đi theo, cho Lực là cho đi theo cùng luôn. Ôi chỗ này nước thì xuống nhiều quá nhỉ? Vâng. Đây, vừa rồi thì em mình có nói là đưa cho Lực đi ra xem là cái thức ăn chính trong gia đình là ăn với cơm ấy cô bác. Là ở bên kia có một vườn là thấy Quỳnh thấy em mình bảo là hầu như là bữa nào ăn cơm thì cũng không thể thiếu món này được. Ruộng từ đây đi là của nhà em à? Vâng. Hãy nhìn các bác nhìn từ dưới đây lên này, đấy là nhà của em này, một cái ngôi nhà mà rất là thấp của bác ạ. Cái cột này thì trước để mà trồng đậu à? Vâng. Trồng đậu đúa đúng không? Vâng. Ui, thế đây là cái này là gọi là thức ăn chính để mà ăn với cơm à? Vâng. Xin giới thiệu với các bác là đây là dưa mèo của bác ạ, một trong những cái quả mà ở trên vùng cao vào cái mùa này thì hầu như là đem ra chợ để mà bán rất là nhiều. Như là các em nói là những cái quả này được các bác này, quả này là để mà ăn với lại cơm. Thế mỗi lần là đi làm về là thái cái này ra là để ăn với cơm à? Anh em mình đi vào chiên xem được không? Được anh. Đi mình đi đường nào ấy, đi đường này không? Có anh. Bế thằng bé cái lên đi. Bế thằng bé lên. Đây. Ồ, dưới đây có một nhà này là nhà của ai đấy? Nhà của họ. À, làm mà trông rất là to nhỉ? Vâng. Làm bằng gỗ hết này. Ôi. Thế những cái quả vàng này thì là sẽ để làm gì đây? Để lại anh ạ, để lại khi nào có trồng. À, thế là để lại giống là sang năm sau à? Vâng. Những cái quả vàng vàng, ôi bên này nhiều đấy. Những cái quả vàng này cô bác này là những cái quả già mà quả đầu tiên nhất là gia đình sẽ để vào cái mùa vụ năm sau để mà tiếp tục trồng. Ui, dưới này này mọc chui chít rồi cô bác. Ui, nhìn trông rất là đá mắt của bác ạ. Nếu mà như các bác ở dưới xuôi thì nhìn thấy thì có vẻ như là rất là thích. Không biết là ở dưới xuôi các bác có cái loại giống dưa mèo này không. Nhưng mà nhìn chỗ này thì đâu đó là nhìn sơ sơ là cũng phải ít nhất là độ tầm là mấy trăm quả của bác ạ. Ở phần phía trên kia thì có mấy quả vàng nhỏ kia. Quả vàng nhỏ kia thì chắc là hái để ăn được. Thế cái quả này thì mình có đem ra chợ mà bán không? Hả? Quỳnh? Có mẹ. À mình? Đeo cho anh đi. Mẹ hái đi bán à? Vâng. Thế những quả già này thì không bán nữa chứ? Những quả già không bán anh ạ. À thì bán những cái quả mà... Quả non. Quả non đấy đúng không? Ừ. Thế bán thì... được bao nhiêu tiền một quả này? Bán 3-4 quả với 10.000 thôi anh ạ.
3-4 quả thì mới được 10.000 à? Phải, cô bác có thể nhìn thấy đây, những cái quả rất là to của bác ạ. Cái đây là phải nói là thức ăn chính trong gia đình. Xin phép là em mình là hái một quả nhé. Những quả non này được hái không? Có, anh cứ hái. Có à? Anh ăn, anh cứ hái. Anh xin phép thử một quả nhé. Những quả non này thì nó còn là ăn rất là giòn và trong ăn rất là mát không bác ạ? Ui, nhiều quá. Đấy, vừa là thức ăn chính của gia đình là ăn cơm với lại cái quả dưa mèo. Đấy là tầm độ bao nhiêu tháng là ăn cơm với lại quả dưa mèo này rồi? Gần 1 tháng rồi anh ạ. Gần 1 tháng à? Thế là gần 1 tháng là mình cứ quanh quẩn là chỉ ăn cơm với lại quả dưa mèo. Thứ hai thì là quả bí và thứ ba thì là rau bí thôi à? Vâng. Giờ đi về thôi nhỉ? Vâng. Cái này thì trồng được bao nhiêu tháng rồi? Trồng được 3-4 tháng đấy. Trồng được 3-4 tháng rồi á? Trồng trước ngô ấy. Cái ngô thì bây giờ đã thu hoạch hết rồi nhỉ? Ngô chưa anh ạ. Ngô chưa à? Thế là nó có quả trước ngô nhỉ? Vâng. Cái Mạnh thì là vừa đi là vừa cầm một quả để đi theo. Những ngôi nhà bên này thì thấy là hoàn toàn là bằng gỗ hết nhà này ấy. Đây thì có thể là trong thời điểm này các bác này, gia đình nào mà có gỗ thì vẫn còn làm được nhà gỗ. Còn nếu mà nhà nào mà không có gỗ đấy thì sẽ làm là bằng tre, bằng nứa thôi. Những cái cột gỗ như thế này thì phải chọn là những cái cột to thì mới làm được cái cột nhà đấy nhờ. Cột to và cột nó già ấy thì nó sẽ không bị mọt. Đây có một đàn gà này, như kiểu gà trọi ấy nhờ gà này ấy. Lai anh. Lai á, lai trọi à? Vâng. Đây, vừa rồi thì em mình có đưa cháu được đi xem qua, xem về cái vườn mà gọi là thức ăn chính mà để mà ăn với cơm vào cái mùa này. Rửa tay đây. Cái quả này ở phần dưới cuống này nó rất là đắng. Cái này bị tắc à? Vâng. Cái ống nó là ở tận đâu ấy? Thành ra là nó bị ướt hết đường cái rồi. Em chùa đi lấy cái con bọ hung này về này cô bác này. Để mà phơi ở đây thì rất là mùi. Anh nhìn thấy ấy. Những cái cành củi này thì là được lúc mà bố còn hình như là bố mất ấy, là hàng xóm là lấy ra hộ à? Vâng. Là mỗi nhà là một bó à? Vâng. Chỗ ngủ của em bên này thì chắc là nóng lắm đấy nhờ. Nhìn thấy rất là thấp này. Ở đây thì là một buồng ngủ hay là hai buồng ngủ? Hai anh ạ. Hai buồng ngủ à? Vâng. Để cả ngô à? Vâng. Ôi, Quỳnh đi đâu rồi? Quỳnh đang bị đau chân của bác ạ, cho nên là ở nhà. Nhưng mà một tí là vẫn phải đi lên trên rừng để mà đi ra ruộng đấy. Đây, ngồi đây. Mày ngồi xuống mày, ngồi đây. Mày lấy ghế, ngồi đây. Ngồi đây. Mày ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Ăn no chưa? Ăn no chưa? Lau mồm đi, lau mồm, lau mồm. Lau mồm đi. Chú hỏi ăn no chưa? Nào, xem nào. Ăn no chưa? No rồi á? Có ăn thêm không? Này, cho này. Này, cắn nhem nhở, cắn như kiểu chuột đấy. Ở nhà có được ăn quả này bây giờ chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ông đi mua cho à? Vâng. Tóc thì ông nọ là tự cắt này của bác này, Mạnh nhá. Cầm kéo lại tự cắt luôn. Em mình thì có vẻ là tóc là dài thôi đấy nhờ?
Thực sự ra các em thì hôm nọ là cháu Lực cũng đưa cho rồi đấy, nhưng mà để mà dài thêm thì các em mới cắt cô bác ạ. Dài như kiểu hôm nọ là em Quỳnh ấy thì mới cắt thôi. Đây là cháu bò, cháu là bây giờ là ăn rơm này là nhiều thôi à? Vâng. Thế mà mùa này thì đang vào cái mùa mà làm ruộng ấy, thành ra là không đi lấy được cái cỏ là nhiều đâu. Ba anh em nhà của các em thì có đông người ấy thì là mới lấy được là một chút thôi. Thế là mẹ với lại là vợ là đi đổi công à hôm nay ấy? Vâng. Ờ, thế là bao giờ mà nhà mình cấy thì người ta mới ra hộ đúng không? Đúng. À. Đấy, phải nói là hoàn cảnh của ba anh em thế thì cô bác đợt mà làm nhà ấy thì cháu Lực cũng không có biết là hoàn cảnh của ba anh em là như đến lúc đó. Đợt làm nhà của Sử là bố chưa mất đâu nhỉ? Nhà Sử. Đó. Bố để nó mất ở, nhưng mà bố kia thì là bố mẹ. Bố à không, anh nghĩ là đợt anh nói là đợt làm nhà của em Sử là bố em chưa mất đâu nhỉ? Mình chưa anh ạ. Chưa à? Vậy là đang bị bệnh thì nó chưa mất. À đang bị bệnh đúng không? Đợt đấy. Thế là bây giờ là làm gia đình mình là nợ ngoài là thêm là bao nhiêu tiền nữa? 20 triệu. Là 20 triệu à? Của hàng xóm. Của hàng xóm, nhưng mà người ta có lên lái không? Không anh ạ. Không lên lái à? Hàng xóm này không lên. Cái 20 triệu này thì là nó đối với các em là một cái khoản tiền mà phải nói là rất là lớn các bác ạ. Đấy, 20 triệu thì số tiền là cũng rất là lớn. À, người ta không lấy lái, không lấy lái gì đâu à? Không anh ạ, của làm xóm thì không. À. May mà đợt đấy là người ta còn cho vay ấy nhỉ, nếu mà không cho vay thì phải nói là phải bán em trâu nữa. Trước thì là bán đi tầm bao nhiêu con trâu rồi? 2 con anh ạ. Bán đi 2 con trâu rồi à? Ừ. Đợt mà bố đang gọi là đi chạy chứa ông bác là bán trâu đi 2 con rồi là vẫn chưa có khỏi, là vẫn không có được, hầu như là bị gan như này thì để mà chỉ kéo dài thời gian thôi, nếu mà để mà chứa thì chắc chắn là sẽ không chứa được nữa các bác. Nên bây giờ 20 triệu ấy thì ba anh em thì nếu mà cứ làm như thế này mà ngày kiếm được 100-200 thì liệu là bao giờ mới trả được? Không biết được. Không biết á. Nhà thì hiện tại là đang còn bao nhiêu con trâu? Một con anh ạ. Một con à? Ừ. Con đực hay là con cái? Con đực anh ạ. Đực à? Ừ. Thế con đực thì không thể mà đẻ được nha. Ừ. Nhưng con cái thì còn là đẻ được. Còn nuôi lớn lên thì còn lấy để mà lấy con bán để mà đi giả được. Thế này thì nếu mà sau này nuôi đực lớn lên thì nó cũng gọi là mình bán con xong rồi đi mua một con bé thì còn dư bao nhiêu thì là giả hay là như nào? Vâng, đúng đấy anh. À, thế là bây giờ là cái khoản giả nợ đấy là trông chờ vào con trâu đấy thôi. Vâng. Ừ. Hoàn cảnh của ba anh em thì cũng rất là tội của bác ạ. Mặc dù là ở nhà thì có rất là đông người đấy của bác. Đấy, nhưng mà chung là một cái số phận rất là khổ. Không biết là cuộc sống của các em thì bao giờ làm thì nó mới thoát khỏi ra cái cuộc sống là phải cuộc sống nghèo khổ như bây giờ thì chỉ có gọi là nếu như con đường để mà học ấy, thì có thể là mới thay đổi được cho các em thôi. Thế còn là cháu Lực cũng rất là cảm ơn tới bà bé thêm một lần nữa, hay cảm ơn bà đã đồng hành cùng cháu Lực để mà hỗ trợ cho em chùa là đi học. Hiện tại thì cháu Lực đang làm hồ sơ thôi, trong thời gian tới thì khi mà đi vào học ấy thì sẽ cho em chùa là sẽ đi xuống ấy học sau và sẽ thuê trọ chỗ ăn chỗ ở cho em ấy ở đàng hoàng, sắp xếp đâu vào đấy thì cháu Lực sẽ về. Chắc chắn là thời gian đầu thì em ấy chưa quen đấy, nhưng mà sẽ để gọi là như một cái thử thách cho em. Nếu mà em vượt qua cái khoảng thời gian đầu là em sẽ học đến cấp 3, còn thời gian đầu nếu mà em không có vượt qua thì cũng rất là khó nói. Bây giờ thì phải động viên em là nhiều cả hai anh em đấy nhá. Nếu mà chùa mà có gọi về ấy, mấy đứa mà đi học ấy chùa mà có gọi về thì là hai em là động viên em để cho em cố gắng học nhá. Như em thì đã không học đến cấp 3 rồi, em thì cũng chưa học hết, thậm chí là chưa học đến cấp 2 đâu. Em Quỳnh thì là ít nói hơn. Hãy nhớ nhá, buổi tối thì chân là dùng nước muối để rửa nhá, không là bị nhiễm trùng đấy. Hôm nọ là bị đá cắt à? À cái cuốc đúng không? Đúng. À. Tối chịu khó là lấy cái đun nước ấm lên xong là pha với lại muối xong là rửa chân nó không bị nhiễm trùng.
Đấy, còn cái thước phim này thì cũng khá là dài thưa các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thưa các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bản em. Xin chào các bác. Em Amin gửi một lời chào tạm biệt tới các bạn nhé. Con chào tạm biệt công các bà. Con chào tạm biệt công các bà các cô chú. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt công các bà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.